trục là bề 1.3, có 3 bình, mỗi bình chứa một số viên bi xanh và viên bi đỏ. Từ mỗi bình lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, đặt XY là biến cố, lấy được viên bi xanh từ bình thứ Y, Y bằng 123. Hãy biểu diễn các biến cố sau đây qua các biến cố AI. Câu A là lấy được 3 viên bi cùng màu. Thì các em lưu ý là lấy được 3 viên bi cùng màu đó, thì có nghĩa là chúng ta lấy được 3 viên bi cùng màu xanh hết, thấy không? 3 viên bi cùng màu xanh hết, có nghĩa là viên bi lấy từ bình thứ nhất là màu xanh nè. Viên bi lấy từ bình thứ hai cũng màu xanh. Và viên bi lấy từ bình thứ ba cũng màu xanh, tức là 3 viên bi màu xanh hết. Hoặc ngược lại, cả 3 viên bi đều màu đỏ. Màu đỏ thì nó không phải màu xanh, tại vì trong bình này nó chỉ có hai màu xanh và đỏ. Nếu mình lấy ra một viên bi nó không phải xanh thì nó màu đỏ. Vậy thì không xanh có nghĩa là ít một ngang, tức là ly viên bi lấy từ bình thứ nhất là màu đỏ nè, không phải màu xanh nè. Viên bi lấy từ bình thứ hai cũng không phải màu xanh, là mình gạch ngang. Đấy, cái này là lấy được viên bi cùng màu, tức là ở đây á, là mình dùng dấu cộng, có nghĩa là hoặc đó, 3 viên bi cùng màu xanh hoặc là 3 viên bi cùng màu đỏ. Còn ở câu B đó thì lấy được 2 viên bi xanh, tức là 2 trong 3 viên bi đều màu xanh, ha, tức là thì viên bi còn lại là nó có thể là viên bi còn lại là chắc chắn màu đỏ rồi, phải không? Đấy, vậy thì viên bi lấy từ bình thứ nhất là màu đỏ, phải không? Còn 2 viên bi còn lại màu xanh, là mình có x2, x3 không bị gạch đầu. Tức là viên bi chỉ có viên bi lấy từ bình thứ hai, thứ ba màu xanh thôi. Hoặc là cái trường hợp thứ hai, cái viên bi lấy từ bình thứ nhất màu xanh, viên bi là lấy từ bình thứ hai màu đỏ, và viên bi lấy từ bình thứ ba màu xanh, tức là lấy được 2 bi xanh nè. Và trường hợp thứ ba, tức là viên bi lấy từ bình thứ nhất màu xanh, từ thứ hai cũng màu xanh, và từ thứ ba thì màu đỏ, thì nó có 3 trường hợp. Tại sao nó chỉ có 3 trường hợp? Tức là cái này nó chính là C13, C13 với C23, thấy không? Thì nó bằng 3, tức là nó có 3 trường hợp. Rồi, câu C, tức là lấy được ít nhất một viên bi màu đỏ, tức là viên bi lấy ra từ bình thứ nhất màu đỏ, hoặc là viên bi lấy ra từ bình thứ hai màu đỏ, hoặc là viên bi lấy thứ ba bình thứ ba màu đỏ, tức là viên bi lấy từ từ bình thứ nhất màu đỏ nè, hoặc là viên bi lấy ra từ bình thứ hai màu đỏ nè. Mình dùng dấu cộng ha, dấu cộng tức là dấu hợp, tập hợp đó.